Nói về phương pháp học tập thì không phải mỗi người thì có một cái cách khác nhau để mà đạt được cái thành quả của mình. Bản thân em thì có thể là mọi người nhìn vào cái thành công mà thời gian vừa qua là em đạt được thì ai cũng nghĩ là em chăm chỉ hay là thế nào đó, nhưng mà thực sự phải thừa nhận là em không phải là một người kiên trì. Hay là cái đầu tiên quan trọng nhất ấy, cũng em nghĩ là có lẽ là không phải là nhờ em mà chính là người thầy của em. Cái môn học mà em yêu thích nhất là môn tiếng Anh. Những cái năm học tiểu học, tiếng Anh là môn mà em rất là kém. Những ngày đầu lên trung học cơ sở thì em rất là may mắn gặp một người thầy tuyệt vời. Thầy truyền cảm hứng cho em để có được cái gọi là cái cảm hứng học tập. Và cái điều tuyệt vời hơn là chính nhờ thầy, thầy đã đi cùng em suốt 4 năm học trung học và có một cái cách nào đó, nhất là cái sự truyền đạt của thầy. Em nghĩ là có lẽ là từ ngày nay thì cái cách truyền đạt ở các trung tâm tiếng Anh hay là cách dạy của các thầy cô nó rất là giống nhau, là nó luôn hài hước, nó cuốn hút và nó gợi nên cái sự hoạt động của học sinh nhiều hơn. Mà em nghĩ là có lẽ là không ai đặc biệt bằng thầy cả. Thầy có cách dạy là hài hước riêng của thầy, thầy chọc cười mọi người mà không giống cách của bất kỳ một thầy cô nào khác làm cả. Chính vì thế mà về môn tiếng Anh em rất là yêu thích. Bên cạnh môn tiếng Anh còn có môn toán. Cứ nghĩ là mình cũng rất là yêu thích nó, bởi vì những con số mà từ trước đến nay cái thành tích mà em đã từng đạt được thì không phải là gì tệ lắm. Nói kỹ hơn về cái phương pháp học tập thì em nghĩ là quan trọng nhất là mình phải có cái niềm yêu thích. Yêu thích không chưa đủ, bạn cũng cần một chút khả năng nữa. Nếu mà bạn thực sự là muốn có những cái thành quả cho mình thì bạn cũng cần chăm chỉ. Nhớ lại cái thời gian mà em học học tập và em luyện thi đội tuyển thi tiếng Anh trên Internet ấy, thì thầy đã phải yêu cầu em tập luyện rất là nhiều. Kể một lịch trình của em thì một ngày thì con ban ngày thì đến đến trường là bắt đầu 7 giờ trống vào lớp, là nghỉ hết tất cả các tiết học khác trên lớp để đi luyện rồi. Buổi sáng thì em bắt đầu có thể là nghỉ vào khoảng 11 giờ đến 11 rưỡi, buổi chiều 3 đến 4 tiếng nữa, buổi tối thì cũng có thời gian là khoảng nửa tháng em cũng không kịp ăn cơm nữa, 7 giờ đã phải đến nhà thầy rồi. Và luyện nhiều như vậy, thầy cũng gián tiếp, thầy không không giám sát bọn em, nhưng mà có thể là một đó là một trong những nhân tố mà em đã gặt hái được thành công cho mình. Cũng nhờ sự san sóc chỉ bảo của thầy cô mà trong cái năm học cuối cấp này thì em đã có một số những thành tích. Cái giải đồng quốc gia IOE ấy, mọi người có vẻ nghĩ là nó khá là cao siêu. Câu chuyện về cái giải đồng này, ngay sau khi mà em hoàn tất vòng thi tỉnh ấy, thì em nằm trong danh sách được gửi đi, nhưng mà vì một số những lý do đặc biệt mà em không không có đủ can đảm để tiếp tục nữa. Nhưng mà mọi người, gia đình và thầy cô và bố mẹ mọi người đã khuyên bảo em đã cố gắng biết đi đi tiếp. Em không ngờ mình lại có được cái kết quả nó cao như vậy. Những lời chia sẻ của em ấy, thì mọi người nghĩ là sẽ không hợp với mình, vì đây là chia sẻ của cá nhân mà. Còn bản thân em thì em nghĩ đó là cái cách mà mình đã làm, mình đã gặt hái được. Còn bản thân em thì mong là các bạn có thể là nghe nghe thêm những chia sẻ của em và áp dụng cái phương pháp học tập của mình sau sau này ngay bây giờ đây, gặt hái được những thành công cho mình.